Sau Lamin Yaman, thêm một người hùng của tuyển Tây Ban Nha có khoảnh khắc đặc biệt với Lionel Messi vào 17 năm trước. Sau khi Dani Olmo ghi bàn và ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha trước Pháp tại bán kết Euro 2024, một bức ảnh chụp chung của cầu thủ này với siêu sao Argentina Lionel Messi vào năm 2007 đã lan truyền mạnh mẽ trên Internet. Nhiều người tỏ ra thích thú vì cả hai cầu thủ ghi bàn cho Tây Ban Nha, Olmo và Lamine Yaman đều có hình chụp chung với Messi cách đây 17 năm. Câu chuyện đằng sau bức ảnh chụp chung của Messi và Olmo khá đặc biệt. Olmo gia nhập học viện La Masia nổi tiếng của Barcelona, nơi cũng từng đào tạo Messi và German Vào năm 2007, nhưng cuộc gặp diễn ra trước đó tại một sân bóng ở Castelldefels. Olmo nói đùa rằng bức ảnh được chụp trái với ý muốn của anh. Lúc đó, cầu thủ này còn thực sự cảm thấy như thể mình đang giúp Messi bằng cách dành thời gian và tạo dáng bên M10. Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian để cầu thủ Tây Ban Nha này thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng tôi thấy rất mừng vì đã bị ép e buộc. Giờ đây tôi còn đóng khung và treo bức ảnh đó ở nhà. Vào năm 2007, Jamal khi đó 16 tháng tuổi cũng có bức ảnh chụp chung đầu tiên với Messi, lúc đó 20 tuổi. Những bức ảnh được đăng trong lịch từ thiện năm 2008 do quỹ của Barcelona và tờ báo Diario Sport tổ chức với số tiền quyên góp được dành cho các tổ chức từ thiện, bao gồm UNICEF và nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau trên khắp Catalonia. Hình ảnh cũng nhanh chóng viral sau khi Jamal tỏa sáng tại Euro 2024. Olmo và German đều đang là những nhân tố quan trọng của tuyển Tây Ban Nha. Trong khi Olmo hiện là cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn, German cũng xếp đầu trong danh sách cầu thủ kiến tạo.